sắc sảo như mama vì gia đình nông dân siêu phàm thật mạnh mẽ để cứu hành tinh xanh, bảo vệ đất, bảo vệ nước, bảo vệ cây, bảo vệ tất cả ước mơ vẫn còn đây. Tiến lên cùng sông pha ba ba bự chiến binh xanh, bảo vệ nơi mà ta thương yêu, có cồn là tự nhiên có sức mạnh, cùng theo cồn bay khắp nơi tôi nhanh. Bye.
Đây là một số hình ảnh được ghi lại trong ngày hội tiến bước lên đòn của liên đội trường tiểu học Hòa Tú 1. Trong ngày hội này, các em đang được nghe lại và xem những tiết mục biểu diễn của các bạn văn nghệ của liên đội trường trung học cơ sở Hòa Tú 1. Hàng năm thì Hồn đội huyện Mỹ Xuyên thường tổ chức ngày hội thiếu nhi vui khỏe cho liên đội tiểu học và ngày hội tiến bước lên đòn cho liên đội trung học cơ sở các trường. Trong ngày hội thì các em được ôn nghe lại truyền thống vẻ vang của đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, cũng như là các em sẽ được xem những tiết mục văn nghệ biết ơn chị Võ Thị Sáu, tiến bước lên đòn, hoặc là các em sẽ được xem những tiết mục đồng diễn làm việc tốt cùng khuôn. Bên cạnh đó thì trong ngày hội thì các em sẽ được tham gia một số trò chơi dân gian rất là hấp dẫn, như là nhảy dây tập thể, kéo co, nhảy bao, đua xe đạp,